Chào mừng tất cả các bạn và anh em đã trở lại với kênh của Nam Tân Việt ha. Và trước mắt tất cả các bạn và anh em mình, đây là hai dòng máy hàng của Hồng Ký HK200E và cái thùng hàng bên dưới màu trắng. Đây là dòng máy hàng Hồng Ký 200E đời cũ. Và ở trên thùng màu đỏ, đây là dòng máy hàng Hồng Ký HK200E thuộc dòng thế hệ mới của Hồng Ký vừa mới ra mắt ở tại thị trường ha. Và trước mắt tất cả các bạn và anh em mình có thể thấy thì nó có những cái tính năng nổi trội và vượt bậc như là công suất ra đúng 200A ha, và có thêm cái chức năng là chống giật nữa, và dây hàng của nó là dây hàng bằng đồng 100%, và nó có chức năng nghìn vector tiết kiệm điện. Và máy thì của Hồng Ký 200A này ra thì nó chuyên sử dụng cho công trình và cho các thợ chuyên cày kéo nha anh em. Và quay hàng chủ yếu của nó là quay hàng từ 2.6 đến 5.0 và hàng liên tục là que 4.0 ly nha, rất là nổi trội. Và con máy hàng Hồng Ký HK200E này thì được bảo hành 12 tháng, tức là 1 năm nha anh em, và được sản xuất ở tại Việt Nam do công ty Hồng Ký sản xuất. Và tổng trọng lượng của con máy thì anh em có thể thấy thì nó cân nặng được 9.3 kg nha. Nó bao gồm hộp và phụ kiện và thân máy luôn, nó nặng được 9.3 kg nha. Và bây giờ tất cả các bạn và anh em mình hãy tháo nắp của hộp ra và khám phá bên trong của máy nó như thế nào nha. Và Nam Tân Việt đã bung hộp của máy hàng Hồng Ký HK200E này rồi ha. Thì các bạn có thể thấy thì trọng lượng của máy hàng Hồng Ký HK200E này thì nó có nặng được 6,5 kg nha anh em. 6,5 kg. Phụ kiện nó thì kèm theo một sợi dây kèm mát và một sợi dây kèm hàng, và cái dắt là dắt lớn nha anh em. Bên cạnh đó thì nó kèm theo cho chúng ta là một phiếu bảo hành của Hồng Ký và sách hướng dẫn sử dụng ha. Và tiếp theo thì các bạn anh em mình hãy xem một vòng mẫu mã của máy hàng Hồng Ký 200E này. Và giờ các bạn và anh em mình hãy cùng Nam Tân Việt khám phá một vòng của máy hàng Hồng Ký HK200E của thế hệ mới này nó như thế nào nha. Thì trước mắt thì các bạn có thể thấy thì máy hàng thì được thiết kế từ điều chỉnh từ 20 đến 200A ha. Đây là một cái điều chỉnh từ 20 đến 200A, và bên cạnh đó là một cái đồng hồ để hiển thị số dòng hàng của chúng ta khi chúng ta điều chỉnh. Và công tắc nguồn của máy hàng HK200E này thì được thiết kế ở đằng trước ha, rất là tiện lợi cho anh em sử dụng. Và bên dưới là một công tắc chế độ chống giật. Chống giật này khi chúng ta bật ở khi nào, khi chúng ta mà cảm thấy không an toàn hoặc là ở môi trường ẩm ướt thì chúng ta bật lên ha. Và đồng thời thì cái đèn báo ở bên cạnh này nó sẽ sáng lên để báo hiệu chúng ta là đang hàng ở chế độ chống giật. Và bên dưới là cũng có thiết kế một số khe mà để thông gió hoặc là thông làm mát máy, để thông hơi máy ha. Và ở bên dưới máy hàng Hồng Ký này thì thiết kế được hai cái cọc dắt hàng lớn luôn nha anh em, dắt rất là lớn. Và máy hàng Hồng Ký này thì nó cũng được thiết kế cho anh em mình một số cái ốp nhựa dùng để bảo vệ máy ha, tránh trường hợp mà rơi rớt vỡ sẽ làm biến dạng của máy. Và phía sau máy thì được thiết kế một sợi dây nguồn ha, một sợi dây nguồn. Và nguồn điện này thì được sử dụng là nguồn điện là 220V nha anh em, sử dụng điện một pha. Và bên dưới nữa là một cái cánh quạt dùng để giải nhiệt làm mát máy ha. Và bây giờ thì Nam Tân Việt sẽ tháo nắp vỏ máy này ra xem cái cấu tạo bên trong máy thì nó được thiết kế như thế nào nha anh em. Và đây cũng chính là toàn bộ cái cấu hình của máy hàng Hồng Ký HK200E này nha. Thì đây là một cái bản mạch của nó. Bản mạch của nó thì mình thấy nó cũng được thiết kế lớn hơn so với các dòng máy hàng HK bình thường ha. Và còn bên phần mạch bên này thì anh em có thể thấy thì máy nó chạy được 3 tụ nguồn chính nha anh em. Đó, anh em có thể thấy nè, một tụ nguồn, hai tụ nguồn, ba tụ nguồn, ba tụ nguồn chính. Tụ nguồn của nó thì có thông số là 680W 400V. Và có hai con diode trầu nha, hai diode trầu được ốp trên hai cái cục nhôm này dùng để giải nhiệt. Diode trầu này thì nó có công dụng gì? Thì nó có công dụng là biến đổi nguồn điện từ 220V của gia đình mình á ra điện 300V DC ha. Nguồn điện gia đình mình thì đang sử dụng là nguồn điện của AC nha anh em. Nó sẽ biến ra nguồn điện là 300V của DC. Đó, và có thiết kế thêm hai cái rơ le chính dùng để ngắt mở nguồn điện ở trong máy này ha. Và máy thì mình thấy là nó được thiết kế 4 con sò IGBT nha anh em. 4 con sò IGBT
thì được ốp trên các 4 miếng nhôm như thế này ha. Thì mỗi con thì được ốp một miếng nhôm nha anh em, một cục nhôm giống vậy đó, 2 con, 3 con, 4 con ha, thì 4 cục nhôm. Và con diode đưa dòng hàng ra thì mình thấy nó thiết kế cũng được 4 con sò diode có dòng hàng ra ha. Thì nó được nẹp ở trên miếng nhôm bên phần bên này ha. Thì mỗi miếng nhôm các bạn có thể thấy nè, mỗi miếng nhôm này thì nó được ốp 2 con sò công suất ha. Và bên miếng nhôm này nữa thì nó thiết kế thêm 2 con nữa. Thì tổng cộng sò diode đưa ra dòng hàng thì là 4 con nha anh em. Và ở trên con sò diode này nè thì nó cũng được nẹp một con sò dò nhiệt. Thì con sò này thì nó sẽ dò nhiệt khi mà máy chúng ta hoạt động quá tải quá nhiệt rồi đó, nó sẽ lệnh về xử lý. Xử lý này thì sẽ ngắt dòng hàng của chúng ta để bảo vệ máy ha. Đó, và đây cũng là toàn bộ cái cấu hình của máy hàng Hồng Ký HK200E này nha. Và bây giờ tất cả các bạn và anh em mình hãy thử cái công suất của máy hàng của Hồng Ký HK200E này ra, nó thực sự là đúng 200A full giống như Hồng Ký quảng cáo ở trên thùng không ha. Và đây Nam Tường Việt cũng đã chuẩn bị kết nối các dây hàng và các nguồn điện và kẹp đồng hồ ampe sẵn rồi ha. Thì các bạn và các anh em hãy cùng Nam Tường Việt thử test xem cái dòng máy hàng của 200E này thì nó ra công suất thì được bao nhiêu ampe nha tất cả anh em. Đó, và quay hàng ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị quay hàng là 3.2 ha. Và để chính xác hơn thì mình sẽ sử dụng bằng cái đồng hồ ampe này mình đo nha anh em, chứ mình không có sử dụng mình test thử quay hàng giống như là các bạn khác hay giới thiệu sản phẩm là kéo quay hàng này nọ ngon ngọt như vậy thì nó sẽ không ok lắm cho đâu nha tất cả anh em. Vì tất cả các dòng máy hàng khi mà kéo thì trên video thì tất cả các bạn và anh em nhìn thấy lửa hàng thì nó ra giống nhau thôi ha, không thể nào mà phân biệt được đâu. Thì Nam Tường Việt muốn chính xác hơn thì cũng đã sử dụng cái đồng hồ đo dòng ampe rồi ha. Thì Nam Tường Việt sẽ khởi động máy lên và đồng thời Nam Tường Việt sẽ vặn maximum của dòng máy hàng HK200E này luôn ha. Và máy khởi động rất là tốt luôn nha anh em. Và Nam Tường Việt sẽ chấm hàng ha, chấm hàng đó, lửa bắt nó rất là nhạy luôn nha anh em. Và mình sẽ cho cái que hàng này nó tải luôn nha anh em, tức là nó dính que với mát luôn ha. Thì để xem cái dòng hàng tối đa của nó ra thì được bao nhiêu ampe nha. Sẽ cho nó dính que luôn nha anh em. Và anh em có thể thấy mình sẽ làm lại. Rồi anh em có thể thấy ha, cái dòng ampe của nó ra là lên 210-209 ampe luôn ha. Và Nam Việt đang cho nó dính qua hàng nè để thử độ tải của máy hàng HK200E này ra ha. Rồi thì qua hàng của máy hàng 3.2 HK200E này thì dòng hàng của nó ra thì được lên đến 209 ampe luôn nha anh em, có tải là 209 ampe luôn đó. Thì đây cũng là dòng máy hàng mà cũng đáng cho tất cả anh em có thể quan tâm đến và để sử dụng các công trình ha. Và Nam Tường Việt cũng xin dừng video tại đây ha. Nếu các bạn và anh em thấy video cảm thấy ok thì hãy cho mình một cái đăng ký kênh để ủng hộ cái tinh thần của mình nha. Rồi, bye bye.